Dạ kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, thì hôm nay con với anh Châu có tới nhà của anh Thuận bị bệnh thận đó. Thì kênh anh Châu có Mạnh Thường Quân tài trợ cho anh Thuận, nên anh em con tới đây để trao tiền hỗ trợ. Kính mời quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn cùng đón xem ạ. Dạ. Bữa là anh Thuận ơi, tờ bữa nay anh quá rồi, mắt mặt mày gì muốn hiếp luôn rồi kìa. Rồi hổm về anh có đi vô rút đạm ra chưa? Vô đạm bữa ở mình cũng có đưa số tiền đó, cũng có vô đạm đó. Vậy vô mà bác sĩ nó đâu có đủ đô nữa đâu, mình vô thì có nhiêu mình vô nhiêu. Vậy. Nhưng mà mình có tiền thì mình vô nhiều thì nó bớt hẹp như liên tục á. Còn mình ít thì mình vô chỉ cầm chừng vậy thôi, nó cũng đỡ vậy thôi chứ nó không. Vậy ha. Dạ. Đêm ngủ ngơi ngủ không được, ngồi không mà ngồi không được cũng thở. Rồi, mang cái đi ha. Dạ. Mang cái đi. Trời ơi, thứ gì giống như cái bong bóng như vậy chàng. Mình tới đây tôi. Đây nè. Đây này, cái tay anh sưng dữ, người ta quá nhiều luôn rồi. Thì hôm nay em đến đây thăm anh, nhưng mà thấy cái tay nè quý vị, sưng gì nè trên mặt nè, mặt sưng thấy nhiều hơn lúc trước nữa. Dạ. Cái kênh của Châu quý vị thì còn nhỏ lắm, hiện giờ chưa có Mạnh Thường Quân nhiều. Bây giờ Châu cũng qua cái video này kêu gọi mọi người hãy chung tay giúp đỡ cho anh Thuận để có một số tiền để vô đạm, để cho cái bụng nó xẹp lại quý vị. Và tay chân bây giờ hiện giờ sưng quá. Hôm nay em đến đây cũng có một số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho anh. Giúp đỡ thì chúng em múc mà hơn được lần nào em vô đạm là không mấy. Ra cuộc sống bệnh gì sao trong ngày nào hay ngày nấy vợ với con cũng mừng đêm hôm cũng mừng trời Phật giá gian trời Phật cho mình được hết bệnh mình mừng từ đời đó. Mà cái nguyện vọng của mình được vậy mà giờ Phật giờ có những cái này tôi đã cho nó sẹp khỏe còn sống với vợ với con cũng ba đứa con nó có xíu rồi. Không đứa nào đi mặn được hết. Vợ thì thu nhập hàng ngày chút trong ngoài đủ sống thôi, xây lắp gia đình thôi chứ không có được tiếp em để vô đạm được đó. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì nay cái đến đây cảm gặp cái hoàn cảnh của anh Thuận gì đó quý vị thì rất là đáng thương. Thì qua cái video này á, Châu Phú cũng đã có hỏi thăm từ ở ngoài chợ cách đây vài cây số quý vị và nhà lân cận ở đây. Thì anh Thuận trước giờ không có ăn nhậu nha quý vị, chỉ biết lo làm ăn, nhưng mà gặp một cái cơn bạo bệnh như vậy đó thì Châu Phú cũng kêu gọi mọi người cố gắng giúp đỡ, tạo điều kiện để cho anh Thuận trị được cái căn bệnh này nha quý vị. Qua đây thì Châu cũng đọc cái danh sách của những cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi cho anh Thuận đó quý vị, để hỗ trợ cho anh Thuận vô những chai đạm. Mặc dù cô chú cũng đang còn gặp khó khăn, nhưng mà thấy anh Thuận khó khăn hơn nữa, nên cô chú gửi cho anh Thuận một số tiền nhỏ nha quý vị. Châu Phú xin đọc lên. Cô Bảy gửi cho anh là 1 triệu. Cô Bảy ở Kinh Ông Tòa hả anh? Cô Tám gửi 200 ngàn. Chị Thảo Sài Gòn gửi 200 ngàn. Anh Hùng gửi 200 ngàn. Chị Tiên gửi 200 ngàn hả anh? Là tổng số tiền mà Mạnh Thường Quân đã gửi cho anh là 1.800.000. Đây này quý vị, là tổng số tiền 1.800.000. Thì Châu Phú sẽ trao cho anh Thuận là 1.800.000. Dạ, cảm ơn anh Châu Phú, cũng mong cho Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho em để có số tiền để đi đạm cho mọi người.
khỏe để sống đỡ con, rất là mong ơn gia mặt thường quân và anh em cô bác. Dạ. Hôm nay là mùng 4 Tết rồi đó quý vị. Châu cũng ở nhà công chuyện nhà từ Lâm Chân cũng dành một chút thời gian ra để đem tiền đến trao cho anh Thuận để mà anh được vô những xe đạm được khỏe qua cái mùa Tết này đó quý vị. Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị. Qua đây Châu cũng chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho anh Thuận và chúc cho quý vị càng ngày càng phát triển, càng có nhiều sức khỏe để giúp đỡ mọi người nhé. Dạ, Châu xin cảm ơn. Dạ. Okay, đây. Dạ. Còn các nhà bạn em được số tiền để làm rất là ơn. Dạ. Rồi vì anh kém gì về sức khỏe ha, thì em cũng mong là có rất là nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho những cái kênh từ thiện như Châu và anh Dương Cầm. Hiện giờ anh Dương Cầm cũng đang quay quý vị, mọi người cũng đồng lòng chung tay đi về cái việc thiện quý vị. Rất mong quý vị giúp đỡ cho những cái kênh nào mà làm từ thiện, quý vị hãy sẵn lòng buông ra chỉ vài trăm ngàn thôi mà nhờ số nhiều quý vị có thể giúp được người ta sống qua những cái căn bệnh hiểm nghèo. Đó là phước báo vô lượng nha quý vị. Dạ, cho Phú chân thành cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Di Đà Phật. Rồi vậy anh gán giữ gìn sức khỏe nha. Rồi có ai mà gửi tiền cho anh nữa đó, thì em sẽ chạy lên em gửi cho anh để anh chị cái bạn đi tiếp. Dạ. Bây giờ anh em mình ngồi đây để ngồi dùng với em một ly nước. Không được, anh em lên đây chủ yếu là trao quà cho anh rồi rồi xong rồi bé mua nước về rồi. Dạ. Kính thưa quý vị, thì sau đây anh Dương Cầm cũng có gửi cho anh Thuận một số tiền để hỗ trợ cho anh tiếp nữa nha quý vị. Mời quý vị hãy hướng mắt về màn hình xem anh Dương Cầm và ủng hộ cho anh Dương Cầm nha quý vị. Dạ. Con cũng biết chào quý bà cô bác anh chị và các bạn. Thì thấy anh Thuận con cũng thương lắm, thì con có đồng hành với anh Châu Phú, thì trên con thì không có ai hỗ trợ, nhưng mà hôm nay con tới đây cũng hỗ trợ cho anh Thuận là 200 để anh có thể đi một chút nào đó vượt qua cơn bệnh, và mong mọi người hãy thương anh Thuận và hỗ trợ thêm một đôi trăm ngàn, đó là một số nhỏ nhưng mà nhờ nó số nhiều. Bây giờ tay chân anh nè, bụng xương rất là nhiều, cần một số tiền để mà đi vô đạm, tại vì vô đạm một hai chai thì nó không xẹp nhiều, nhưng mà vô nhiều chai thì nó mới xẹp nhiều. Mong quý bà cô chú anh chị các bạn thì cùng hỗ trợ thêm cho anh, thì nếu ai hỗ trợ thì con cũng tới để trao cho anh và đăng lên như vậy. Mong quý bà cô chú anh chị các bạn hỗ trợ thêm mà. Dạ, con xin cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua cơn bão bệnh. Dạ, thấy anh. Dạ, con cũng xin chào quý bà cô chú anh chị các bạn. Dạ, xin chào.